tại là Nhân đang đứng ở đường Thiếu Niên 3 của xã Trừ Quân Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Thì ví dụ như ở bên đây là nó thuộc của Bình Dương mình, còn bên kia là thuộc của Trân Thành, Bình Phước, và bên kia là khu công nghiệp Trân Thành. Bên đây là khu công nghiệp Trân Thành nha cả nhà. Cái nhà xưởng này là hôm bữa là Nhân xuống là nó chưa có, nó mới chỉ có ban mặt bằng thôi, bữa nay xuống lại thì lên khung hết trơn rồi nè cả nhà. Nhìn rất là hoành tráng nha. Còn đây là cái đường đi vào giai đoạn 2 của Phúc An Garden của mình. Bây giờ Nhân sẽ đi vào bên giai đoạn 1. Những video sau thì Nhân sẽ up lên giai đoạn 2 để cho cả nhà mình cùng được tham khảo, cùng nắm luôn. Trên cái đường đi vô thì bữa nay thì cả nhà mình thấy rất là nhiều nhà rồi. Cái lần mà đầu tiên mà Nhân xuống đây á, là nguyên cái đoạn đường này thì hầu như là cây dại nó mọc không à, nó không có một cái gì hết. Mà trừ khi có cái, từ lúc có cái dự án của mình lên nữa thì nhà cửa ở đây cũng mọc lên theo, và người ta buôn bán kinh doanh rất là tốt. Và thứ hai là xây nhà trọ rất là nhiều, tại vì ở đây là khu công nghiệp mà xây nhà trọ thì không có gì tuyệt vời hơn rồi. Như ở đây là có một cái dãy nhà trọ chuẩn bị xây lên rồi. Vì là Nhân thấy người ta làm là biết nhà trọ nha cái nhà, chứ không có cái nhà nào mà dài vậy đâu. Đó, ở đây là một cái cụm nhà trọ luôn, là hầu như là đã được xây lên và có công nhân vào ở hết rồi. Ở đây chỉ cần mình xây lên thôi là sẽ có người ở. Đó, ở đây là cái đường đi qua khu công nghiệp Trân Thành, Trân Thành 1-2. Còn phía trước là cái dự án Phúc An City mình hiện ra nè cả nhà. Thì hôm trước là Nhân xuống là cái thảm cỏ này cũng chưa xong luôn, nhưng mà bữa nay là xong hết 100% rồi, thảm cỏ là xong hết rồi nè. Có cái đường bao rồi, đường nhựa thì cũng trải xong hết luôn rồi. Còn nhà cửa trong Phúc An của mình thì bây giờ là xây là xong khoảng 80% rồi. Thì đây tới dự án mình rồi nha cả nhà. Ở đây có hai sumo. Cái đường Thiếu Niên 3 này á, là mình sẽ chạy thẳng vào trong kia nữa, là sẽ đi ra những cái đường khác nữa, và có một cái đường đi lên đường Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh nó sẽ cái điểm khởi điểm là nó nằm ở cái vị trí của tỉnh Long An, và cái điểm cuối thì nó nằm ở phía Kon Tum Đắk Lắk, những cái tỉnh trên Tây Nguyên. Và cái phần này thì bên công ty cũng đã làm thảm cỏ xong hết cho mình rồi. Rồi bây giờ Nhân sẽ chạy vào trong để Nhân cập nhật lại cái hạ tầng cho cả nhà mình. Hôm trước thì khi mà Nhân xuống đây thì nó có một số con đường bên công ty cũng chưa có trải nhựa, nhưng mà bữa nay xuống lại thì hầu như là đã nhựa hóa 100% rồi, không còn chỗ nào nữa để mà đất trống nữa hết. Và cái phần thứ hai là cái phần những cái cột điện này cả nhà. Đó, cột điện và cột đèn thì công ty cũng đã lắp cho mình luôn rồi, xong hết luôn rồi nè. Bên đây nè, về cây xanh và vỉa hè. Vỉa hè đã xong hết, còn cái cây xanh thì bữa nay là đã có lá sum xê hết rồi. Mấy đợt trước xuống thì cây xanh là mới được trồng thôi, bữa nay đã xong hết. Còn đây là những dãy nhà phố, thấy rất hoành tráng nha cả nhà. Thì hầu như là những cái vị trí mà nhà phố với lại nhà phố nha cả nhà. Nhà phố thì hầu như là công ty xây ở những cái vị trí đẹp hết, chẳng hạn như là đường trục chính và tất cả những cái trục mà đối diện công viên thì công ty đều xây nhà hết. Tại vì thứ nhất là khi mà xây nhà những cái vị trí đẹp như vậy đó thì nó sẽ giữ và nó tạo một cái đẳng cấp cho cái khu dân cư của mình, là nhìn rất là sang trọng. Tại vì nếu như mà những cái vị trí này mà mình bán đất á, thì khi những người dân về xây, họ xây tự do đó, thì nó sẽ không có được đẹp cho khu dân cư của mình, nhìn nó rất là
B4. Đó, cho nên là công ty quyết định là xây nhà hết cho mình để mà cho những cái người dân về ở nó sẽ tăng lên cái đẳng cấp sang trọng của những cái dãy nhà phố. Nhà phố thì nó sẽ có hai loại diện tích, một loại diện tích là ngang 5 dài 15 và một loại diện tích là ngang 5 dài 20. 5 15 là với cái giá 1 tỷ rưỡi, còn 5 x 20 là 1 tỷ 8 một căn. Thì nó tùy cái vị trí thì cái giá nó sẽ trên lên hoặc là tụt xuống một chút xíu nha cả nhà. Còn về nhà, cho nó về nhà trước đi. Về thanh toán thì cả nhà mình chỉ cần trả trước 35% của tổng giá trị một căn nhà. Còn lại thì mình sẽ góp từ 1 năm cho tới 2 năm thì công ty sẽ không có lấy lãi suất của mình. Cái đó là hỗ trợ hết mình để cho những cái cư dân mình mua để về đây ở sinh sống hoặc là mua để mà đầu tư bán lại đều được hết. Ở như đây một cái dãy nè. Dãy đối diện qua công viên luôn, rất là đẹp ha. Còn nếu như cái nhà mình mua đất á, thì cái giá đất ở đây hiện tại là 515 thì với cái giá là nó rơi vào 660 triệu một nền. Thì cả nhà mình sẽ có hai hình thức trả, một là mình trả trước 50%, còn lại 50% thì mình sẽ trả góp trong vòng 1 năm tới 2 năm. Thì vẫn không có lãi suất và công ty sẽ tặng cho mình 2 chữ vàng SCC. Còn nếu như mà mình mua mình trả luôn một lần, tức là trả 95%, còn 5% trừ lại khi nào mà sang sổ, sang tên của mình thì lúc đó là mình sẽ đóng hết cho công ty. Thì công ty sẽ chiết khấu cho mình 5% trên tổng giá trị của một căn nhà hoặc là một lô đất và 2 chữ vàng SCC. Bây giờ hiện tại là Nhân đang đi ở cái trục đường chính của dự án của mình. Trục đường chính là nó rộng tới 20m nha cả nhà. Và tất cả những cái căn nhà ở trục đường chính này đều với cái diện tích là ngang 5 và 20. Cái giá là từ 1 tỷ 8 cho tới 1 tỷ 9 một căn, tùy cái vị trí. Và những cái căn nhà phố liền kề của mình thì xây theo đúng một kiểu mẫu là một trệt hai lầu. Và cái mặt tiền thì công ty sẽ hoàn thiện cho mình 100%. Còn cái phần trong sẽ giao nhà thô cho mình. Cái nhà thô thì mình sẽ tự thiết kế theo ý mình. Mình thiết kế như thế nào cũng được. Mình sẽ bố trí phòng ngủ, toilet hoặc là phòng sinh hoạt chung. Rồi phòng bếp này kia là mình sẽ làm theo cái ý thích của mình. Thích thế nào thì mình làm như vậy. Còn cái mặt ngoài thì như cái nhà mình thấy ở cái lóc nhà đầu tiên nè, là cái lóc nhà mẫu đó. Đó, khi mà công ty hoàn thiện sẽ hoàn thiện như vậy đó cho mình đó. Sẽ có hoàn thiện mặt trước nè, có ban công, có cửa kính nè, có cửa cuốn nè, rồi phần cổng, phần gạch, vỉa hè là hoàn thiện cho mình hết. Bây giờ hiện tại là Nhân đang đi cái lóc này là lóc trung tâm thương mại nha cả nhà. Thì sau này là công ty sẽ xây chung cư cao tầng ở đây. Và cái phần dưới là công ty sẽ làm cái trung tâm thương mại cho mình. Cho nên là những khách hàng nào mà mua đất mà vòng vòng cái khu này thì sau này cái giá trị nó sẽ tăng rất là nhanh. Cái lóc này là lóc A3 nha cả nhà. Lóc A3 này thì cái nhà mình với cái diện tích là ngang 5 dài 15. Và cái giá của lóc A3 này là 717 triệu một lô. Bây giờ cái lóc này thì Nhân còn 2 lô. Nhân còn 2 lô và với cái giá là Nhân nói lại là 715 triệu. Thì mình có thể là trả trước phân nửa, tức là trả trước khoảng 350. Còn là 350 chia đều qua cho 1 năm mình trả góp. Và những cái lóc ở trong này chẳng hạn như là lóc A8 hoặc là lóc B7 thì với cái diện tích ngang 5 và 15 là cái giá nó chỉ có 660 triệu thôi cả nhà. Là mình trả 50% là mình trả trước chỉ có 330 triệu. Còn nếu như mình trả luôn một lần thì mình sẽ trả công ty chiết khấu 5% là chỉ còn lại 630 triệu thôi. Rất là nhẹ nhàng cho cả nhà mình.
ở cái phía xa xa bên kia là cái giai đoạn 2 của mình, là công ty đang triển khai bên đó. Thì lúc nãy là cái đường vô đó, thì những video sau thì Nhân sẽ cập nhật quay để cho cả nhà mình biết giai đoạn 2. Còn bên những cái trục đường cái phía bên đây thì như cái nhà mình thấy là hai bên đường điện và đèn đường là công ty đã hoàn thiện cho mình 100% luôn. Cây xanh thì đã cao lớn rồi. Sau dự án mình thì nó có hai cái công viên rất là lớn, một cái công viên bên đây với lại một cái công viên bên kia nữa. Công viên bên đây gọi là công viên ánh sáng nha cả nhà, tại vì ban đêm là có những cái đèn led công ty bật lên rất là đẹp. Bây giờ mình đi đường D10 nè, nó một cái đường thẳng tắp luôn ha, nhìn rất là đẹp. Thì cả nhà mình, ai mình quan tâm về cái dự án Phúc An Garden và mình muốn sở hữu đất hoặc là nhà ở trong dự án này thì cả nhà mình cứ gọi cho Nhân số điện thoại trên màn hình đó. Và thứ hai là mình có thể là tham khảo là mình xuống cái phần mô tả video, Nhân sẽ để chi tiết về dự án. Rồi mình muốn đi xem dự án thì cứ hẹn với Nhân, sẽ có xe của công ty tới nhà để đưa đón mình tận nhà luôn. Để mình xuống mình tham khảo thì mình ưng ý cái vị trí đất nền hoặc là nhà phố thì lúc đó là mình sẽ trực tiếp mình đặt cọc giao dịch luôn. Về cái phần mua bán thì mình sẽ đặt cọc là 30 triệu trên một nền đất, 50 triệu trên một cái căn nhà, và trong vòng một tuần sau thì mình sẽ chọn hình thức thanh toán, tức là mình có thể là thanh toán 50% hoặc là 95%. Cái đó thì tùy theo mình, thì mình muốn làm như thế nào mình cứ báo trước với công ty, công ty sẽ làm hợp đồng sẵn cho mình luôn, mình chỉ lên mình ký thôi là xong rồi. Về đặt cọc thì là cả nhà mình có hai hình thức, một là đặt cọc trực tiếp với Nhân ở trên những cái sàn giao dịch hoặc là tại dự án, còn cách thứ hai là cả nhà mình có thể là ở tận nhà. Rồi mình ví dụ như là những cô chú anh chị nào đã biết dự án này rồi đó, nhưng mà mình không có thời gian để mà đi đặt cọc này kia thì sẽ gọi Nhân. Nhân sẽ có giấy tờ là hợp đồng đặt cọc và cái phiếu thu của công ty thì Nhân sẽ đem đến tận nhà của mình để mình làm hợp đồng đặt cọc trên đó luôn. Còn khi mà ký hợp đồng thì bắt buộc cả nhà mình phải đi xuống công ty nha cả nhà. Công ty thì sẽ có hai địa điểm để mà giao dịch ký hợp đồng. Địa điểm thứ nhất là ở ấp Mới Một, xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Còn cả nhà mình ở trên Sài Gòn thì sẽ có một địa điểm gần hơn, tức là ở đường số 58A, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thế Nhất, quận 12. Thì mình sẽ ký hợp đồng trên đó. Còn một cái cách nữa, một cái cách này là những cái cô chú anh chị mà ở nước ngoài á, ở Việt Kiều thì hay giao dịch với Nhân bằng hình thức là sẽ chuyển khoản vào trực tiếp tài khoản của công ty Trần Anh. Và nếu như mình ở nước ngoài luôn hoặc là mình ở Việt Nam cũng vậy, nhưng mà nếu mình có thời gian đó thì chỉ cần mình chuyển tiền vào tài khoản của công ty, công ty sẽ xuất cái hợp đồng ra. Mình ở Việt Nam thì Nhân sẽ đem cái hợp đồng đến tại nhà của mình luôn để cho mình ký tên vào, thì công ty sẽ giao cho mình một bộ hợp đồng, và một bộ hợp đồng thì sẽ Nhân sẽ lấy lại đem về công ty. Còn nếu như mình ở nước ngoài thì chỉ cần chuyển phát nhanh, ví dụ như là Nhân làm những cái hợp đồng ở nước ngoài bây giờ thì Nhân nghĩ chắc sẽ lâu hơn. Còn lúc trước thì Nhân gửi một cái hợp đồng đi qua bên Mỹ và một cái hợp đồng bên Canada thì nó mất chỉ có 3 ngày thôi, 3 ngày tới 4 ngày thôi qua tới bển rồi. Thì cả nhà mình ký xong thì mình giữ lại một bộ, còn một bộ thì mình sẽ chuyển về Việt Nam, thì nó mất thêm khoảng chừng 3-4 ngày nữa, tức là trong vòng khoảng 10 ngày là xong hết, không có gì mà khó. Rồi nãy giờ là Nhân cũng đã
chạy cho cả nhà mình tham quan một vòng rồi, một vòng dự án Phúc An Garden. Bây giờ Nhân sẽ chạy vào vị trí của hai căn nhà đang còn lại để cho cả nhà mình xem, rồi Nhân sẽ kết thúc video. Đây là công viên hồ điều hòa nha cả nhà. Bây giờ Nhân sẽ bọc ngược trở lại, Nhân chạy qua công viên Disney. Hai căn nhà này là vị trí rất là đẹp nha cả nhà, rất tuyệt vời luôn. Ở đây là cái công viên Disney này, tái hiện những cái bộ phim hoạt hình. Ở bên đây là mình có hai căn này. Căn này với căn này, diện tích là ngang 5 dài 15, trệt 2 lầu. Và cái giá bán là chỉ có 1 tỷ 500 triệu đồng, 1 tỷ rưỡi thôi. Quá hợp lý cho một căn nhà phố như thế này. Rồi, cả nhà mình quan tâm về hai lô đất nãy hoặc là hai căn nhà này thì cả nhà mình liên hệ với Nhân số điện thoại trên màn hình. Nhân sẽ tư vấn rõ hơn cho cả nhà mình, rồi nếu ok thì mình sẽ hẹn ngày đi xem trực tiếp và mình đặt cọc, mình giao dịch, mình mua bán luôn. Cuối video thì Nhân cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Và cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân, và có thể là chia sẻ video này cho những bạn bè, cô chú anh chị của mình mà đang muốn tìm nhà hoặc tìm đất, để có thể là xem được video này thì biết đâu là có duyên với Nhân, thì có thể là mình sẽ giao dịch được những căn nhà và những lô đất với cái vị trí đẹp và cái giá cả nó hợp lý nhất. Rồi cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để có thể là xem được những video sau nữa, thì biết đâu những video sau mình sẽ thấy được những căn nhà, những lô đất hoặc là một cái dự án nào mà phù hợp với cái vị trí mình yêu thích và quan trọng nhất là vừa với tài chính của mình, thì lúc đó cứ gọi Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho nhà mình luôn. Rồi bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại.